Dựa Namer của người anh em KICM bấy ngờ tuyên bố tối nay sẽ livestream oánh DJ với set nhạc cực căng. Cao thủ không bằng tranh thủ, có lẽ để chia buồn với xì căng đan lớn nhất sự nghiệp của người anh em cùng cha khắc ông nội, hôm nay KICM đã đăng story trên trang cá nhân về lịch livestream của mình tối nay. Anh hứa hẹn trong livestream sẽ là những bài hát được anh oánh DJ cực kỳ sôi động để xua đi nỗi buồn của người bạn thân. Đúng là tình nghĩa anh em khiến người ta xúc động. Rách từng chia sẻ, nhiều khi con gái cần một người đàn ông lịch sự, an toàn, nếu mình không làm được thì đừng cố. Nhiều khi con gái cần một người đàn ông lịch sự, an toàn. Trong một bài phỏng vấn vào tháng 10 năm 2019, Rách đã thẳng thắn chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Rách cho biết, hiện tại tôi chưa nghĩ đến việc có người yêu. Nhiều khi nhìn fan mình đứng dưới mưa, dầm mưa, bao nhiêu thôi, tôi đã thấy đủ rồi. Nếu bây giờ còn dành thời gian cho người khác nữa, thì tôi không biết mình làm được gì cho đối phương. Nhiều khi con gái cần một người đàn ông lịch sự, an toàn, nếu mình không làm được thì đừng cố. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Có thể bạn chưa biết, chứ một người đàn ông có thể mang lại sự an toàn cho 10 cô gái, thậm chí là 100 cô cơ, đấy là bác bảo vệ ở trường thầy, chứ bạn trong hình thì thầy không chắc. Nếu các bạn tin rách, hãy giơ một ngón tay lên trời như tôi. Mọi người đừng cà khịa hay chửi rách nữa được không? Vậy là đủ lắm rồi, từ qua đến giờ tao lai mỏi hết cả tay rồi. Biết là khuya rồi, nhưng cho hỏi là mẹ tên An thì đặt tên con là gì cho mau nổi tiếng ạ? Mẹ tên An, nhưng quan trọng cha tên gì nữa? Cha tên Tuấn thì đặt im đan nha. Mẹ tên An, cha tên Tuấn, nên đặt tên cha là An Toàn là bạn, khốn nạn mới có nhiều người yêu. Muốn gây hiểu lầm thì An Cát, muốn tránh Gamer bố mẹ thì An Toàn, muốn thành người biết cảm thông thì An Ủi, muốn nhà không nuôi chó thì An Ninh. Thế hệ 1997, tuổi Sửu là một trong những con giáp dễ gặp điều chẳng lành nhất tháng 7 âm lịch này. Bảo sao mới đầu tháng cô hồn, đã ngửi thấy mùi của sóng gió rồi. Thiên An chia sẻ, trong suốt thời gian mang thai, An đều làm mọi thứ một mình, từ đi khám thai đến lúc đậu thai, bụng bầu vượt mặt vẫn tự chạy xe máy đi làm kiếm tiền. Mặt rách nhìn lươn lẹo BKL ra, kể cả vụ KATM cũng kiểu giả vờ để được thương hại, giờ đến giọt máu của mình cũng chối từ, quả táo sẽ sớm rụng thôi, nhớ đứng xa cây nhé. Rách bị đánh gãy tay rồi. Hồi Dreamer với KATM thì được tẩy trắng VL, hiền lành trong sáng dễ bắt nạt, vì bảo vệ fan nên vùng lên mạnh mẽ, giờ nghĩ lại mà cười ói, vừa đóng vai nạn nhân sau đó kiêm luôn vai siêu anh hùng, tính ra cũng 19-10 với thằng kia, mà cứ làm như mình hiền lắm, giờ cháy nhà mới lòi mặt chuột. Em vẫn luôn tin anh Rách ạ, em chắc chắn anh không làm những điều tệ bạc như này đâu, Rách ma, ảnh mang tính chất minh họa. Cô hồn, cô VIP, cô đơn, ba cô cùng đến thì nên chọn cô nào ạ? Dạ em xin chọn cô hàng xóm ạ. What the hell? Chọn cô VIP thì bạn sẽ có cả hai cô còn lại. Tao còn combo thêm cô chủ trọ, cô chủ nợ với cuộc sống này giả dối lẫn lộn. Nhưng quan trọng là cái hậu về sau, ai gieo gió thì ắt sẽ gặt bão, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Ý anh nói cái kim này hả anh ruột MTV? Thằng nào bảo fan rách toàn cấp 1 tao sang năm lên lớp 6 rồi nhé, mỗi tội tao fan đứa khác. Sky của Tùng không được ghét rách đâu nhé, cả hai đều có tài ủng hộ cả hai. Điểm chung, hai thằng đều nói đạo lý cắm sừng người yêu. Dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn luôn tin tưởng rách hoàn toàn trong sạch, mãi tin rách ma Alibaba. Tôi đã phải bắt đom đóm bỏ vào túi ni lông để thức hít Dreamer cho đỡ tốn điện. Công bố đáp án câu hỏi tập trước, tập 129, đó chính là Quy củ. Chúc mừng các bạn đã trả lời đúng. Viên Ami, quận 6, Vũ Phương, ADC Cơ Điện, Hùng Trần ở Khánh Hòa, Thắng Chối Lì, Ngọn Hải Đăng, Trâm Hoàng Ngô Thùy, Thư Vũ, Phan Hường, Lê Minh Tuấn, Khánh Ly Trần, Hider, Phát Trường, Trần Lê, Luân Nguyễn, Tuấn Đỗ, Leo Âu, Tiên Long, Kiệu Vũ Văn, Đạt Mùi, Kenzip, Thùy Linh, Minh Quân Đỗ Nguyễn, Kim Hứa, Nhật Dương Châu, Nguyễn Long, Đức Nguyễn, Văn Tỉnh Trần, Kiken TV, Sato, VR Gôn, Minh Nguyễn, Admin là con chó, Nguyễn Văn Đạt. Và tiếp theo, câu hỏi tập này sẽ là